Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Pokemon. Thì mấy hôm nay các bạn có luyện cái game Tây Thiên Ký hay không? Tây Thiên Ký là chúng ta đi Tây Du Ký mà chúng ta thỉnh một ký kinh đó, đó Tây Thiên Ký đó. Rồi thì mình có một cái bất ngờ nho nhỏ dành cho các bạn là chúng ta không có vào chơi game ngay mà chúng ta sẽ có một cái đoạn hài ở trong phim Tây Du Ký mà bóc ra được đó. Và các bạn hãy cùng theo dõi cái đoạn này nó có ổn định không nha. Mình thấy là nó cũng khá khá đó. Ngủ không? Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu. Tình về nơi đâu cô đơn, đôi chân lạc trôi dưới bầu trời, màn đêm che giấu từng khuất. Sư phụ, hóa ra sư phụ là người đã đeo vòng này để hại con. Chỉ vì con không nghe lời ta, ăn hiếp người dân vô tội nên Bồ Tát đã đưa cho ta chiếc vòng này. Dạ con biết rồi, con xin lỗi sư phụ, con xin lỗi. Hả? Nhắm mắt ơ thờ, anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ anh đang chặt bàn chân của em vậy, mông lung như một trò đùa, anh xin giơ tay đưa thôi. Trách ai bây giờ đây? Sư phụ đừng có hát nữa, mọi lần con nghe cái bài đó là con nhức đầu lắm. Sư phụ. Ok, thì mình đã luyện nhân vật Sakura-chan. Đó, thì cái con Sakura-chan này nó đã đi Tây Thiên Ký. Đó, nó thỉnh được cái kinh. Và nếu mà các bạn mà add friend được cái con này đó, thì đây, mình sẽ mở lên cho các bạn coi. Đây, những cái bạn mà được mình add friend là trong list bạn của cái con Sakura-chan này thì các bạn sẽ được thưởng 100.000 đồng đó, tương tự ở trong game đó, bằng các bạn nạp 100k luôn á, tặng quà khủng mà. Đó, và các bạn có thể chat với mình đây. Cái này thì mình không có trả lời ở đây được, tại vì chúng ta sẽ chơi game cho các bạn xem chứ không phải là ngồi đây mà chat, đúng không? Mình đã luyện con này lên 25 rồi. Và có bạn nó cũng ba mấy luôn rồi đó. Dữ lắm đó, đường tăng đó. Niềm tin đã mất rồi, giọt nước mắt cuốn kia anh chìm sâu đó. Mò hoài hôm nay chim đâu rồi, trôi lạc theo giữa bầu trời vậy đó. Vô. Gì chậu vậy? Tụi này có vẻ là nó rất là mạnh. Ây da. Trời trời. Trời. Bạch hùng mũi mũi à. Nó đi bụi rồi. Mẹ bà. Oh. Oh yeah. Rồi tôi thấy quýnh không lại rồi đó. Bạch hùng chết hoài mấy má. Ô bích thu được, bích thu được. Hay quá chị Thu ơi. Ô chị Nguyệt cứu anh Hùng. Rồi anh Hùng chết nữa luôn. À, anh Hùng không chết, anh Hùng chém lại cái thằng kia chết. Yeah. Khủng khiếp, khủng khiếp. Cấp 30 mới được mở cái gương đó nha các bạn. 26 rồi. Trời, bà lão té xỉu. Cái game này nó chơi luyện level rất là nhanh. À, vẽ hình thì chibi cũng dễ thương. Không tính nỗi nào, phải không? Rồi, bà lão sống lại rồi. Ông chơi hai cái lên hai cấp. Dễ vãi luôn. Khoái mấy cái game mà luyện nhanh vậy đó. Và các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn add được những nhân vật Sakura-chan thì trong cái list friend của Sakura-chan thì admin sẽ cho các bạn là điểm thưởng là tương đương với các bạn nạp 100.000 luôn. Mình có nhắc ở cái đợt mình livestream rồi đó.
Mình livestream trên Facebook cá nhân của mình. Facebook cá nhân của mình là Chris Fan, mở ngoặc Chris Devil Gamer. Hiện tại là có trên 106.000 người theo dõi. Hiện tại các bạn đang xem clip này thì là 106.000. Đó. Mình mốt sẽ tăng từ từ nữa. Các bạn nhớ nha, các bạn có thể xem livestream của mình. Và nếu mà bạn nào được Adren thì nhắc lại là các bạn được 100k. Vậy thôi, đó. Bây giờ tôi sẽ tập trung tôi luyện rồi. Khoái không? Vô làm 3 nhiệm vụ lên 3 cấp, trời đi. Phải nói là ầm ầm luôn á. Thà vậy, đúng không? Quất cái lên level, quất cái lên level, quất cái có bầu rồi, quất cái rồi má mang nợ luôn. Ủa này tên tiếng Tàu, tiếng Miên vậy ba? Đồng lõa. Trời quýnh ghê hả? Mất khúc 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 luôn á. Các bạn có thể mua bán vật phẩm ở đây. Các bạn có thể làm nhiệm vụ ở đây. Mở shop ở bên này. Bạn xếp hạng. Thôi, xếp hạng thì tôi biết là cái trình của tôi rồi. Khỏi có trong đây đâu. Cái game này đọc ha, không biết sao có chữ 18 cộng nữa. Biết có gì. Ê, sao người ra cha chết cắt rồi. Đó. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, sắc cú. 29. Sắp 30 rồi, mới rương rồi. Chó dữ. Cái này là cái gì lớn Giang Châu. Quan lớn Giang Châu. Ở cái này mình không biết sao mà coi được ống máu của tụi nó ha. Cứ đánh mà không thấy ống máu nó khó quá. Phải ở đó. Phải kiểu quýnh là phải biết chừng nào nó chết chứ. Rồi tiêu ông Quang rồi. Trời. Win. Thì nếu mà các bạn theo dõi cái channel của mình thì các bạn cũng đã thấy là gần đây là mình có giới thiệu cho các bạn rất là nhiều game của Việt Nam chúng ta. Biết bao nhiêu trò chơi mobile các bạn có thể lựa chọn để chơi. Các bạn thích trò nào cứ chơi trò đó, tôi chơi hết, tôi chơi xả láng luôn. Không có chừa bất kỳ trò nào hết. Không cử. Bính di cứ. Chúng ta còn trẻ mà. Chúng ta chơi đi. Đừng cho có bầu là được rồi. Sơn tặc. Sơn tặc yêu. Sói tiết yêu. Sao có tướng cướp không có yêu ta. Thằng này quýnh đam yếu. Trời. Tiểu yêu nữa. Ủa nó đẻ ra nữa hả ta. Nó quất con sói ra con tiểu yêu nữa nè. Trời quýnh đau vậy. Tôi thấy cái mồi này là tôi thấy không ổn rồi mấy bạn ơi. Tôi thấy nó không có chết đâu. Rồi chết một con. Hai con. Ý. 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 No. Oh yes.
Ê, mở rương nè. Pầm. Được gì đây? 40 SB. Oh yeah. Ui, đau vậy, đau vậy. Ê, ui sao nó mạnh vậy? Ui, nó quăng bùa gì vô con sắc quá la chanh của tao vậy? Vãi. Ôi vãi 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 vãi. Ôi hên quá nó không giết. Ê, rồi xong. Khỏi hồi sinh luôn con đó, quýnh chiêu đó là khỏi hồi sinh luôn. Oh yeah. Oh. Rồi chỉ còn một con tướng cướp mập địch thôi. Hãy hủy đích đi. Hãy hủy đích tao đi. Giết nó mẹ đi còn bơm máu nữa. Rồi win. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ để lại một like và một subscribe để tiếp tục theo dõi những cái series khác ngoài cái game này nữa nha. Và nếu mà các bạn nào á mà muốn chơi trò này thì cứ lên App Store đó, coi cái clip trước của mình cũng được, mình có hướng dẫn là đào sao hết rồi đó. Rồi bây giờ thì xin chúc các bạn có một ngày tốt lành. Yeah.